xa xa cho đỡ mọi người đỡ ốm. Đó chụp đẹp lắm. Chưa nha. 1 2 3. Từ từ nha chị. Chưa nha, cái này chị lo cả dây. 1 2 3. Đây chụp có chức năng luôn. 2 3. Ồ quá đẹp. Lại nha. 1 2. Tuyệt vời luôn mọi người. Con gỗ à? Để chú mình gửi qua cho. Đẹp lắm, chú gửi qua cho. Gửi bên Mixing Girl á. Ủa nhìn em vô Zalo chị sao chị em kết bạn với em vậy? Quá nhiều em không có thấy. Trời ơi thiệt á. Lên coi Lâm Võ là biết hả? Là yêu thương chỉ có chị với Hồng Loan thôi. Không, em ngồi hoài em canh giùm, em không có quay, bây giờ mới quay. Ok à, thấy không vui mọi người. Để cho Hồng Loan làm việc à, em sẽ tắt chút xíu. Chút xíu đó. À, đi bữa nay đẹp lắm mọi người. Không thì đó, bữa nhà em vừa xong chị lên bài để tập được đó. Là em có thiệt luôn là bữa nay em tập bài chị. Trời. À, thì hôm nay nhà rất là vui mà khi thấy Hồng My xuất hiện nè, rồi chị luật sư Tiết Ngọc nè, rồi Hồng Loan nè mọi người. Đó, thì em thấy rất là vui luôn à, cả gia đình đều vui á. Ok để em tắt. Thì Hồng Ly hôm nay rất là đẹp luôn mọi người. Đó đã có mặt ngày 28 nha, 28 tháng 9 nha. Với Hồng Lo đó nè, Hồng Lo là cục cưng của em á. Một chút nữa em đăng lên cái tên nết cho coi, lên cái nhóm giờ lấy về đó hàng dây nè. Đó khám tử cung vô đây xem nha, hàng chó vô đây xem nói Hồng Ni ở đâu. Đó cái này là cái ngày mấy đâu rồi, có lịch không? Đây cái lịch đây, cho quay cái lịch cái đâu em chờ mèo tới, cho quay cái lịch đây. Đây cái lịch nè nha, coi nha, hàng chó khám tử cung. Đây, mày coi đi. Sao nó nhảy quá kìa, cái lịch số kìa. Mày nói là cái lịch số. Mày nói là Hồng Đi bây giờ ở Malai, đồ cái thứ mắc dạy. Đó, mày vô mày coi. Khổ cái ơi gì á. Đó, mày lên mày chửi bới sùm, mày nói Hồng Đi này kia. Đó nè, bà nội mày xuất hiện rồi đó, thấy trường khám tử cung. Đó, cái lũ mà dơ bẩn. Đó, chửi cho cái lũ tụi bay biết. Đó, cái lũ mà u mê nha, em nói cho mọi người nghe luôn, cái lũ u mê bên đó đó, bên bà Sáu Báo đó. Đó lên mà hại Hồng Đi bên Malaysia đó, mọi người thấy không? Bây giờ người ta ở đây á mà nó nói là ở bên Malai đồ cái thứ mắc dạy. Đó. Ai, không có kiểu đó được nha. Tôi chú thấy không? Đó. Tiết Ngọc sẽ đi về nha, cô chú. Đó. Thấy không? Nguyên mà con. Rồi. Đó, thì Hồng Loan nè. Cô Buôn nè. Đó. Thấy không mọi người? Ok, cái lịch là cái ngày người ta bữa nay ngày 28 là đúng ngày nha cô chú. Hồi bữa nó nói là không phải ngày 24. Hồng Ly xuất hiện thì nó nói là không phải ngày 24. Đó hôm nay em cho mọi người coi luôn là ngày mấy. Ngày 28 nha. Bữa nay ngày 28 tháng 9 nha cô chú. Em thì không bao giờ mà đăng mà quy déo dốc hết á. Để em cho cái lũ kền kền nó vô nó coi. Đó. Nó lên nó nói xấu, nó bốc phét, nó nói này nói kia đó. Hồng Ly nè. Đó. Có chưa? Có Hồng Ly chưa? Khánh Tư Cung. Đó vô đây mà nói. Đó thì hôm nay là ngày 28 nha cô chú. Chứ không phải là ngày mà khám tử cung nó nói là bữa nay là ngày 28. Đó, mà hình ảnh chị Ni và Hồng Loan đồ tất cả mọi người
chị luật sư Tuyết Ngọc là đang ở đây, nhưng mà nó vô và nó nói là không phải đó, cô chú thấy không? Cái đó đi, xe qua cho em chụp cái vô chị Tuyết Ngọc. Chụp lại Hồng Loan, xe qua Hồng Loan. Hồng Loan xe qua cái em chụp cái thôi. Nói chuyện với em chút xíu đi. Trời ơi, đây là chị Ni bữa nay xuất hiện đây nè mọi người. Mọi người ơi, có một mình em mà người ta đi ăn hết rồi. Đi đốt nhang, đốt nhang. Đây, chị Ni đốt nhang cho cậu Năm nha mọi người. Đó, từ một tháng mấy nay luôn. Đó, hôm nay mới gặp nè. Đó, cả nhà. Đấy. Thì đây nữa, Hồng Loan. À, chị đi lại với Hồng Loan mọi người. Cô chú. Đấy, vui lắm. Nói chung là mấy tháng mấy nay rồi đó, mới gặp được chị này luôn đó. À, Hồng Loan xích võ lên lầu đó, theo mọi người. Em cô chú, đó cô chú, một tháng mấy nay em đâu có thấy được Hồng Ni đâu, bữa nay thấy vui dữ lắm luôn. Thấy chưa, thấy chưa mọi người. À, chị Tuyết Ngọc cũng vừa đến, Hồng Ni vừa đến. Em chào anh. Dạ, em chào chị nha. Em chào anh. Đó, hôm nay có một mình em ở đây thôi. Em gặp được những người mà em yêu thương này mọi người. Đó, chị Tuyết Ngọc đó, cũng vừa đến. Đấy. Thì bây giờ là chị Tiên Ngọc đến với anh này, thì nói chung là em cũng không biết đó, đi chung với chị Tiên Ngọc thì vô thắp nhang cho chú Nam. Hồng Ni cũng mới vừa thắp nhang xong nha cô chú. Đó, hôm nay thứ bảy thì nhà chú Nam rất là vui khi có được mà Hồng Ni rồi chị Tuyết Ngọc với anh là rất là vui á cô chú. Đó. Đó, chị Tuyết Ngọc cũng thắp hương cho chú Nam, thì Hồng Loan cũng ở trên lầu á nha cô chú. Đó. Sư Tiết Ngọc cũng đã đến, Hồng Ni cũng đến, đẹp ghê luôn. Chị Tiết Ngọc lại. À, chị đã đến. À, thì Hồng Ni với Hồng Loan ở trên lầu. À, để Hồng Loan với Hồng Ni xuống nha cô chú.
Đây là cô chú, hôm nay là xe của Hồng Ly có mặt tại nhà của Hồng Loan đó, và xe của luật sư Tiết Ngọc cũng đang có mặt tại nhà của Hồng Loan. Đấy, thì hôm nay là ngày thứ bảy nha. À, thì hôm nay là Hồng Loan rất là vui mà khi thấy những chiếc xe này đến đậu trước nhà của số 5 Đoàn Thị Điểm. Thì chắc có lẽ mà khi mà sáu báo bảy bào mà thấy những hình ảnh này thì nhập viện ngay Bà Rịa luôn cô chú. Đó, thì không nghĩ sao mà không có giấy tờ gì mà cứ tranh giành nhà như vậy đấy, cô chú thấy không? Đó, bây giờ là luật sư Tiết Ngọc và Hồng Loan, Hồng Ly cũng đang ở trong nhà đó, để đang mà làm chuyện pháp lý để mà đến ngày mà ra tòa kế tiếp chắc khoảng tháng 10 cô chú. Đó, thì những hình ảnh đây, xe này của Hồng Ly đi, còn xe này là của luật sư Tiết Ngọc thì đang ở nhà của số 5 Đoàn Thị Điểm đó. Hôm nay là một ngày rất là vui của Hồng Loan luôn, kể cả mà luật sư Tiết Ngọc cũng có, Hồng Ly cũng có. Hồng Ly vừa đến là cô luật sư Tiết Ngọc đã đến tại căn nhà số 5 đó. Em cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người biết là hôm nay ngày thứ bảy là ngày rất là vui cho những người mà thấy những cái hình ảnh này, giống như Hồng Ly rồi luật sư Tiết Ngọc đã đến đây đó. Những kẻ mà định bợ mà cô Sáu thì giống như bà Tiên Áo thì cũng nói đồ này kia đồ dữ lắm, nhưng mà toàn là đi lừa gạt người ta không à cô chú. Đó, lừa gạt để kiếm tiền chứ không có mà tốt lành gì hết á. Hôm nay là em quay cái cảnh này thì cô chú biết là chiếc xe này là chiếc xe của ai rồi đó, chiếc xe của luật sư Tiết Ngọc đó, 837 đuôi đó, là của luật sư đó. Là đến thì em cũng có một cái video em đăng lên cho mọi người thấy rồi đó. Hồng Ly bước xuống nói chung là em bất ngờ luôn, em hết hồn, em giật mình, em không thể nào ngờ mà hôm nay em lại ngồi đây một mình em mà em lại thấy mà Hồng Ly và luật sư Tiết Ngọc xuất hiện tại nhà của Hồng Loan ấy, cho nên là cũng rất là vui cô chú, vui không thể nào tưởng tượng luôn. Đó, thì luật sư cũng vào thắp hương, rồi Hồng Ly cũng về vào thắp hương cho chú Năm. Đó, thì những người mà theo phe chính nghĩa thì hiện tại bây giờ họ rất là vui khi mà thấy được mà Hồng Ly xuất hiện tại nhà Hồng Loan. Thì rất là nhiều người đang bàn tán xôn xao, nói Hồng Ly là này kia đó. Thì hôm nay Hồng Ly xuất hiện ở đó khám tử cung, khám tử cung thấy không, khám tử cung mà có thể mà lên tiếng đi, nói là Hồng Ly bây giờ là đang ở Malaysia đó. Khám tử cung là cái thằng nói dốc nói láo, không có đúng sự việc mọi người. Thì hôm nay là Hồng Ly xuất hiện tại đây luôn đó, mà nói là Hồng Ly cái ngày 24 Hồng Ly về Malaysia, mà cái ngày 24 thì Hồng Ly xuất hiện tại nhà của số 5 Đoàn Thị Điểm. Đó, khám tử cung là một cái thằng nói dốc nói láo, nói phét, cái thằng bố láo thằng xạo đó, cho nên là em cũng chia sẻ để cho thằng khám tử cung này biết đó. Mà những kẻ mà đi vô u mê mà định bợ thằng khám tử cung để mà lên nói Hồng Ly này kia, giống như cái bà mà bị xào đó, bị xào cũng lên nói điện thoại cho Hồng Ly là muốn về phe của Hồng Ly để mà bảo vệ. Chờ đó cơ, bị xào là một cái bà mà sắp xuống lỗ rồi mà còn nói dốc, nói dốc còn hơn chữ dốc, cái bà mì xào đó cô chú. Đó, bà lên bà nói dốc, bà nói láo, bà nói gì Hồng Ly, bà kêu Hồng Ly phải là chia đi xa Hồng Loan ra. Đó, bà có quyền gì mà để bà lên bà nói, bà kêu là Hồng Ly phải mà tránh xa Hồng Loan ra. Thì cô chú nghĩ đi. Cái bà mà bảy màu mà mì xào á, là cái bà này là cái bà già dơ, thấy không? Bà không có biết cái gì, bà lên bà chửi mà Hồng Loan với Hồng Ni, bà chửi hôm nay là cũng được gần 2 năm mà cô chú. Đó, bà chửi để bà sống dai, tại vì bà có cứng bệnh, bà đi đâu xa không có được. Đó, để người ta chù dũa bà cho nên bà sống dai, chứ thật sự ra bà lên bà nói toàn nói dốc không à. Thấy không, bà chửi Hồng Loan đồ ăn cháo đá bát, cô chú thấy không? Đó, bà đăng mỗi ngày mà. Giờ hôm nay tới bà Tiên Áo ở bên Mỹ nữa, cũng lên bốc phốt là chửi Hồng Loan, Hồng Ni đồ này kia, nói Hồng Ni là vô để kiếm ăn. Ở đâu ra vậy? Hồng Ni là người công chính liêm minh, Hồng Ni chỉ bỏ tiền ra thôi, hiểu không? Chứ Hồng Ni không bao giờ, Hồng Ni có tuyên bố một câu là không bao giờ mà lấy cái gì của mớm hết. Hồng Ni có tuyên bố mà cô chú, tại vì bây giờ mà mớm đang mà bị rất là nhiều người đang mà kiếm đường để hại Hồng Ni và mớm, cho nên là Hồng Ni phải bảo vệ cho mớm. Chứ tất cả mọi thứ của mớm mà
là Hồng Ly đã gánh hết. Cô chú thấy không? Đó, hại đến bây giờ, kể cả bây giờ mà còn hại, em không biết là hại cái kiểu gì. Nhà cửa thì số 5 Đoàn Thị Điểm thì đã mà Hồng Loan đã có giấy tờ trong đây, còn sáu bào bảy báo không có một tờ giấy lộng lưng, mà đi vô đây tranh giành, em không biết giành cái gì căn nhà này đó. Giành mà đến nỗi mà giành bất chấp á cô chú, giành bất chấp, không biết giành được cái gì mà phải lên đây mà giành cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này đó. Kể cả mà những người mà đang đu bám đồ vô mà cũng đeo bám đồ chửi Hồng Loan đồ vô ơn, em thấy toàn là cái lũ mà ngu dốt mà lên mà nói đó. Bây giờ mà đòi mà đưa giấy ADN đồ ra nó chi vậy trời, không có cần. Đừng bao giờ mà lên mà phát ngôn cái câu mà giống như hài Lê Tím đồ. Không phải Hồng Loan, không phải là con ruột, lúc đầu cũng về đây ăn bám cái căn nhà này nè đó, ăn cho đã, xong cuối cùng quay qua chửi Hồng Loan, chửi không ra cái gì luôn cô chú, chửi không có ra cái gì luôn đấy. Mà cái con người mình á, nhìn cái nhân cách của mình có không đó. Hài Lê Tím á là không có cái nhân cách, không có đạo đức, không có cái gì hết, là lên mà chửi á, chửi Hồng Loan với Hồng Ni là chửi bất chấp đó, em nói cho cô chú biết, chửi bất chấp luôn. Chứ còn mà ai mà mướn anh chàng này chửi thì chỉ có mà hai bàn thờ với Hậu Le Le là đứng ra để mướn anh Hài Lê Tím này chửi. Chứ thật sự ra đâu ai cần anh này đâu. Đó, anh sống dơ, anh sống không có to, anh sống rất là tồi. Đó. Anh vô nhà của Hồng Loan anh ăn cho đã xong rồi cuối cùng anh quay qua anh chửi Hồng Loan, chửi này chửi kia. Đấy, cho nên mình mà cô chú thấy không? Đó, nè xe luật sư hôm nay nè, luật sư Tuyết Ngọc Hồng Ni có mặt tại đây luôn. Là đang ở trong nhà luôn, nhưng mà đang nói chuyện riêng tư thì em không thể nào cho mọi người thấy hình ảnh của hai người. Đó, cho nên em đứng đây em nói chuyện với cô chú là được rồi. Đó, còn cái bà mà phong hậu bảy màu đó, mì xào đó, vô đây mà xem. Đó là xe này là xe của ai? Đó, Hồng Ni xuất hiện tại nhà của Hồng Loan trong ngày thứ 7 ngày 28 nè. Đó, bà thấy bà nhục chưa? Bà nói dốc không? Bà nói dốc còn hơn chữ dốc. Bà nghĩ sao bà nói Hồng Ni đi qua bên Malay là bây giờ đang mà ra tòa bên đó. Đó, Hồng Ni có mặt đây nè. Đó, ngày 24 bà cũng ăn theo thằng Khám Tử Cung. Thằng Khám Tử Cung là cái thằng xạo lờ, cái thằng mà bố láo, nó dốc. Đó. Chứ đừng mà lên mà nói dốc, nói láo người ta. Đấy, bây giờ Hồng Ni xuất hiện tại đây, rồi Hồng Loan, rồi luật sư Tuyết Ngọc là có mặt tại đây. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 28. Đó, cô chú thấy không? Toàn là cái lũ nói dốc không. Đó, cái này là nói chung là hôm nay em rất là ngạc nhiên luôn cô chú. Thì tự động em chạy ngang đây thôi. Em ghé vô đây thì không có ai ở đây hết. Quán hôm nay thì đóng cửa nè. Đó, quán cà phê thì đóng cửa, anh em YouTube thì đi ăn với chị mà Bích Trâm gì đó ở bên Mỹ. Đó, còn có mình em ở đây. Thì bất ngờ em gặp Hồng Ni thì nói chung em cũng rất là ngạc nhiên luôn cô chú. Em không tin thể nào mà em được gặp ra Hồng Ni nữa. Tại vì mà Hồng Ni rất là khó gặp, nhưng mà hôm nay là gặp ở đây thì tất cả cô chú cũng rất là vui khi thấy mà kể cả mà luật sư Tuyết Ngọc cũng đang có mặt tại đây. Thì cô chú thấy rồi đó. Người ta công chính liên minh chứ không phải là những người kẻ mà tiểu nhân núp lùm mà là sống mà tối ngày cứ nói xấu họ mà để mà kiếm tiền. Đấy, còn mà bây giờ là Hồng Loan có bao giờ nói xấu ai không? Không bao giờ nói xấu ai hết cô chú. Đó, cho nên là những gì mà họ nói là họ nói dốc, họ không có làm được những cái gì mà họ nói. Họ nói một đường thì họ làm một nẻo. Đó, còn Hồng Ni nói là Hồng Ni làm. Hồng Ni làm là bảo vệ Hồng Loan cho đến mà hết drama này. Thì lúc nào Hồng Ni cũng phải bảo vệ Hồng Loan. Đấy, những cái gì mà Hồng Loan bị hại là Hồng Ni đã làm là người gánh hết. Thì cô chú nhìn thử coi em nói có đúng hay không. Đó, hại Hồng Loan không được, Hồng Ni là người bảo vệ, là phải xây qua hại Hồng Loan, Hồng Ni. Đó, Hồng Ni mà có làm gì ai không? Có lên tiếng nói mà trên cái drama này không? Không có nha cô chú. Hồng Ni không có bao giờ lên tiếng nói, chỉ mà những kẻ dơ bẩn kêu tên Hồng Ni lên để chửi bới thôi. Chứ thật sự ra là Hồng Ni chưa bao giờ xúc phạm đến ai trên cái cộng đồng mạng cả. Đấy, mình sống, mình có tâm có đức thì bị hại cỡ nào mình cũng vượt qua hết á. Đó, Hồng Ni vừa rồi bị hại tại Malaysia là cũng vì do cái lũ đó ghen ăn tức ở, là muốn tranh giành căn nhà và muốn đem Hồng Loan ra để kiếm tiền. Cho nên là họ mới mà tìm cách hại Hồng Ni thôi, để Hồng Ni rời xa Hồng Loan ra. Đó, giống như bà Bảy Cọt Xèo đó, điện thoại kêu là Hồng Ni rời khỏi Hồng Loan. Ủa, bà già này bà có tư cách gì mà để bà kêu mà Hồng Ni phải rời bỏ Hồng Loan cô chú? Bà không có tư cách, bà là một cái bà già dơ, phải không? Bây giờ cũng kêu gọi từ thiện để gì? Để kiếm ăn. Kêu gọi từ thiện, đi cho nhà, cho cửa, xây nhà, xây cửa. Kêu cộng đồng mạng giúp đỡ để gì? Để kiếm ăn. Kiếm ăn chứ không có làm được cái gì hết á, em nói thật sự luôn. Đó, cái cô này là cô kiếm ăn thôi chứ cô không có làm được cái gì hết.
mà cổ ông già giờ bà chửi người ta, nay là một năm mấy rồi cô chú, mà chưa ngừng lại cái cuộc chửi nó xúc phạm Hồng Ni rồi Hồng Loan, kể cả cô luật sư Tuyết Ngọc. Cô luật sư Tuyết Ngọc cũng có làm gì ai đâu đó mà cũng lên nói. Rồi luật sư Pha Nam thì bà này bà cũng lên bà nói, người ta binh vực, người ta nói về chuyện pháp lý là người ta nói về cái lẽ phải lẽ đúng, chứ không phải là nói mà nó không, nó khống, nó như là nói ngông cuồng á cô chú, là nói là không có thành có đó, là nói dốc. Thì nói chung là đi theo cô Sáu Bào với Bảy Báo là toàn là nói dốc, em thấy là toàn là nói dốc thôi, chứ không ai mà nói mà thật hết đấy. Làm một nói một đường làm một nẻo là như vậy đấy. Còn mà cô Sáu Bào với Bảy Báo có tốt lành không? Mượn tiền người ta chửi trừ đó, chuyên gia đi ăn giật, cô Sáu Bào là chuyên gia ăn giật đó. Mượn tiền biết bao nhiêu người có trả đâu, không có trả mà cứ đòi là nói ngang. Còn mượn 200 triệu thì cũng không trả, mà mượn tiền mà mẹ Mỹ Mỹ cũng không trả. Trời ơi sao sống gì cái mà em thấy thì toàn mà những người mà toàn là sống cái kiểu gì đâu không à cô chú. Sống không có mà thấy mà cái đạo đức ở đâu ra. Sống dơ bẩn mà cứ nghĩ mình là người đúng. Bởi vậy em không nói thì không được. Đó thì hôm nay là luật sư Tuyết Ngọc Hồng Ni có mặt tại đây là như thế nào? Mọi thứ nó sẽ khác thôi. Đó khách đi cung vô đây mà coi nè. Thám chữ cung chỉ có lên bốc phét nó dốc thôi, hiểu không? Chứ còn thật sự ra nhà người ta như vậy mà nó nói là cái lũ YouTube tụi em là u mê, binh vực Hồng Loan là u mê. Em không biết mà binh u mê cái gì, tụi em cũng đâu có ăn cái gì của Hồng Loan đâu cô chú. Đâu phải mà vô đây mà phản biện mà nói chuyện là ăn của người ta, không có đâu. Tìm cái lẽ phải để bảo vệ, chứ không phải mà bảo vệ bất chấp những cái kẻ mà ngu dốt mà mới bảo vệ, mà bất chấp những cái kẻ mà tham lam ganh tị hơn thua là tranh giành đấy. Bảo vệ là bảo vệ đúng, tìm những cái thành phần mà sống mà chuyên mà đi lừa gạt lừa đảo người ta đó, đứng lên nói. Cái con mà nói cái kiểu mà như mà những cái bà mà còn xèo đó, bà Bảy Màu á, bà lên bà nói là bà chửi, bà gươm người ta ra bà chửi thôi đó. Về xong rồi cái bà đi thư kiện cô chú, chửi người ta được mà người ta nói lại á thì đòi lập vi bằng, đi lên mà thư kiện, không biết thư kiện ai nữa. Mình chửi người ta còn hơn là tát nước vào mặt người ta, mà người ta khi người ta phản biện lại thì cứ đưa giấy tờ. Bây giờ mà đòi đưa giấy tờ mà thư kiện Chí Cảnh nữa đó, bây giờ còn đòi mà hỏi nhà của Chí Cảnh để tìm đến nhà Chí Cảnh đồ ghê lắm. Đi xuống Cà Mau á tìm bà đi có nổi đâu, bà ngồi xe chừng ba tiếng đồng hồ là bà chuyển viện gấp rồi đó. Cái bà mì xào củ chuối, cái bà sống dơ, sống không có mà tình cảm đấy. Thì em cũng chia sẻ cho cô chú biết, chứ để mà những người mà nói mà Hồng Ni này kia là đó, Hồng Ni xuất hiện rồi đó, vô đây mà xem đi mà hài Lê Tím Dơ, đạo diễn Đức L, đạo diễn Đức L là đạo diễn chuyên ăn cướp á đó. Vô đây mà xem lên nói dốc, trời ơi nghĩ sao nói bán đất ở Sài Gòn 1.000 mét vuông, bán được bao nhiêu, mua được 10 căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đạo diễn Đức L là cái người đạo diễn mà nói dốc, hiểu không? Nói xạo, nói dốc á. Cái thân hình mình giống thua mà cái thằng ăn mày mà còn lên mày đặt nói dốc. Đức L đó cô chú,